Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Linh Cù Lao. Thì hiện tại Linh đang có mặt ở Bình Phước. Và ngày hôm nay thì đi tới đây Linh thấy rất nhiều những cái ngôi nhà bỏ hoang mà nó được nằm ở trên những cái đèo dốc khá là kỳ lạ luôn. Thì bây giờ ở đây có một cái ngôi nhà bỏ hoang nữa nè. Bây giờ Linh sẽ vào bên trong cái ngôi nhà này để khám phá xem là có những cái điều gì tâm linh đặc biệt hay không nha. Phía trước này là một cái đoạn đường đi xuống dốc và cái ngôi nhà được nằm ở dưới một cái thung lũng luôn. Xung quanh đây người ta có trồng chuối rồi nữa nè, trồng cây khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ vô trong. Nhà này chắc bỏ hoang cũng lâu lắm rồi, cho nên là mấy cái màn cửa nó bằng tre nè, nó bị mục hết luôn rồi. Chỗ này hình như là nó bị xói mòn do trời mưa cả nhà. Ở trên này thì nó cao nè, cho nên là mưa nó sẽ xói chảy nước xuống đây, lâu ngày thì nó sẽ tạo thành một cái đường mòn như thế này, như là một cái khe suối vậy đó. Rồi trước nhà có vẽ những cái hình gì khá là ghê luôn. Thôi mới tuột cái dốc luôn cả nhà. Mình sẽ dỡ cái rèm cửa này đi vô. Rồi trước còn ghi số điện thoại gì quá trời. Chắc nhà này họ đã kêu bán rồi sao á, cho nên là họ ghi số điện thoại tùm lum hết. Ngôi nhà này thì thấp chủng mà. Bên trong này thấp chủng mà. Tôn. Có mấy cái màn che nè, người ta gỡ ra gớt dưới đất luôn. Còn màn nữa nè. Trời ơi trời. Ở trong đây nó lên sình luôn cả nhà. Trong cái căn phòng này nè. Và còn đồ đạc gì của ai nữa kìa. Còn cái quần. Cái quần của ai nằm ở dưới đất nè. Ở trong này nó hơi tối cho nên vô mà nó hơi mờ. Và đặc biệt cái căn phòng này có một cái gì đó đỏ quét ở trên đây. Hình như là một cái cửa sổ á, nhưng mà sao lại sơn màu đỏ nè. Vẽ gì cho nó nữa khá là ghê luôn cả nhà. Bên trong cái phòng có một cái kệ gì nữa. Đó trong đây xịn không à, mình không biết nó có lúng hay không nữa. Mình dám bước vô. Cái phòng thì cũng nhỏ xíu à. Chỗ này hình như là một cái ảnh. Cái khung ảnh nó là cái gì nè. À cái cửa. Cái cánh cửa tủ. Bên hông này còn ba lô rồi nữa nè. Vali đồ đồ của người ta nhóc chân luôn. Có cả cặp học sinh nữa. Sao mà bên trong ngôi nhà này mình thấy đất nó làm như nó lên sình nữa, nhóc chân nữa nha. Chắc là trời mưa ở trên phía trước này, đất ở trên chỗ cao á nó sẽ chảy xuống chỗ này, cho nên là nó dồn mà cát đồ đất rồi vô nhà này luôn. Nhà này bây giờ mà có kêu bán cũng người ta phải thiết kế xây dựng lại cho nó cao mới ở nổi chứ sao về ở được. Căn phòng này thì nó cũng có một cái cửa sổ bằng kính để mà lấy ánh sáng gì mà họ che là có kệ gì nữa. Nhà này thiết kế ngộ thiệt luôn. Trong này có mấy cái dấu chấm chấm gì nữa. Không biết ai vẽ lên đây nữa. Ở đây có một cái nón cối nè. Cái nón này là nón cối ở ngoài Bắc đã hay đội á. Lên xịn cho ngoài. Còn đồ nè, quần áo của người ta. Nóc chân luôn. Sau này còn nguyên một cái giường.
đồ đẹp nữa nè. Mùng nữa. Cái giường này thì hiện tại còn một cái khung không à. Mình thấy ở trên đây có khá là nhiều những cái bật lửa luôn. Bật lửa đâu mà họ để trên đây một hàng luôn vậy trời. Sớm mình vô cái nhà kia toàn là gặp toàn là ba cái kim tim hút chích không à. Trên này có khá là nhiều những cái người nghiện ngập vô trong nhà hoang hút chích. Nhà này thì nãy giờ mình chưa thấy có dấu hiệu nào hết, chỉ thấy những cái bật lửa để khá là nhiều trên thành giường. Và cái giường thì nó bị mất cái phần lót ở giữa rồi. Phía sau này thì mất toang luôn, một nát hết rồi. Cây cối tùm. Ở trên này thì đa số là họ trồng cao su, trồng những cái cây cao su, những cái vườn cao su rất là to luôn. Và đường thì đèo dốc. Sau này còn một cái toilet. Còn cái toilet ở phía sau này bị tháo nóc luôn rồi, gỡ luôn rồi. Cây cối nó mọc như đám gừng luôn. Ở đây giống như một cái suối vậy cả nhà. Khi mà trời mưa xuống cái bắt đầu là nước nó sẽ chảy theo những cái đường này từ trên dốc nè, nó sẽ đổ xuống. Lâu ngày lâu năm cái bắt đầu nó trở thành một cái đường mòn như thế này, đổ sẵn xuống dưới cái thung lũng kia. Cái đường này là giống như một cái đường khe suối vậy. Lên trên đây nhìn thấy cái gì mình cũng thấy lạ hết. Cái này là cái điều nè. Xung quanh này người ta còn trồng những cái cây chuối với lại bụi môn rồi nữa. Ngôi nhà nè, hoang tàn thấy ghê không? Trên này khá là nhiều những cái ngôi nhà bỏ hoang giống như vậy. Ý, đó là như là bông đu đủ không? Bông này phải bông đu đủ không ta? Đúng rồi, bông đu đủ. Ai lên đây bẻ bông đu đủ nè. Chỗ này có một cái cây đu đủ nè. Ta lên ta bẻ cái bông. Mình gớt ở đây. Ngoài này còn khá là nhiều những cái đồ đạc mà của cái ngôi nhà này để lại á. Còn thùng đồ nữa, cây sắt đồ cầm đó nữa, cái bành nữa, cái bành lông. Nhà vậy thì chắc chắn là họ không ở được rồi. Khi mà mưa, trời mưa xuống cả nhà, ở trên đó nó sẽ bắt đầu nó đổ nước xuống và tất cả sẽ dồn vô cái ngôi nhà, làm sao mà họ ở đây được. Mỗi khi mà mưa xuống thì chắc chắn là sẽ rất là gian nan. Trước ngôi nhà này xây dựng ở đây không biết sao mà họ ở được, khá là ghê. Nhà này xây cái kiểu này chắc cũng rất là lâu rồi, tường rồi nó đóng gông với lại đen thui luôn à. Bên hông này nè, bên hông này mình còn thấy mấy cái ba lô đồ, chắc là bị hư rồi cho nên họ mới quăng nó lại đây. Trời ơi, cái chân tường mà nó mục kìa cả nhà, mục dàn khè luôn, không lỗ không lùm hết. Có cái phòng ở trong đó khá là ớn, ở ngoài nhìn vô thấy cái tấm kiến mà họ lấy ánh sáng màu đỏ quét là ghê lắm.
chỗ này nè mình bị sập, vừa mới bước tới chỗ đó cái nó sập xuống đây nè. Ở đây là trời mưa thấy không, là nó sẽ chảy, cái đường nước nó chảy theo cái đường mòn, nó chảy dài ở đây tạo thành một cái khe xuống luôn, chảy dài xuống cái đường nãy là mình đi, mình đi lại phía sau đó. Bây giờ mình quay trở ra thôi. Cây này cái gì lạ dữ ta. Rồi, bây giờ mình cũng quay trở ra thôi cả nhà. Bây giờ thì cũng đi vòng xung quanh khám phá hết tất cả những cái căn phòng ở trong ngôi nhà đó, thấy cũng khá là ghê. Thì mình cũng xin tiếp tục cái hành trình và quay trở ra, kết thúc cái video tại đây thôi. Thì nếu mà cả nhà xem được video này, để cho mình xin một like cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm những cái video tiếp theo, khám phá những nơi mới nữa nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ở nhà nha.